Như chúng ta đã biết là phụ âm dừng trong tiếng Anh còn gọi là stop consonants thì được phân chia ra thành hai loại: phụ âm dừng vô thanh tức không kêu và phụ âm dừng hữu thanh tức âm kêu. Tuy nhiên, các bạn cũng nên chú ý là phụ âm dừng vô thanh trong tiếng Anh có thể được phân chia ra thành hai loại, đó là phụ âm dừng không bật hơi vô thanh và phụ âm dừng bật hơi vô thanh. Vậy làm thế nào chúng ta có thể phân biệt được phụ âm dừng hữu thanh, phụ âm dừng không bật hơi vô thanh và phụ âm dừng bật hơi vô thanh? Để phân biệt được chúng thì bạn cần phải tìm hiểu về khái niệm Voice onset time. Voice onset time. hay còn gọi là thời gian bắt đầu kêu, là khoảng thời gian giữa sự phóng thích của một âm bật và bắt đầu của sự rung động hai nắp thanh âm. Khoảng thời gian này thì thường được đo lường bằng 1/1000 giây. Các bạn chú ý là phụ âm dừng không bật hơi vô thanh còn được ký hiệu như là âm P đây, và phụ âm dừng bật hơi vô thanh thì được ký hiệu như là âm P với chữ H ở trên đầu. Chữ H trên đầu tượng trưng cho sự bật hơi. Thì hai cái âm này á, thì được tạo ra với hai nắp thanh âm duỗi ra để mà chúng không rung động. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái cách thức hoạt động của phụ âm dừng bật hơi vô thanh. Ví dụ như là bạn nghe thấy cái âm trong tiếng Anh pa, thì cái biểu đồ này nó biểu thị cho cái âm pa. Thì ở đây là đôi môi của bạn ở vị trí của âm P, thì vào lúc bắt đầu phát âm pa thì đôi môi của bạn chụm lại và đến thời điểm này thì chúng mở ra. Và bạn cũng chú ý là bởi vì âm P là một âm vô thanh, do đó là vào lúc bắt đầu phát âm cái âm P á, thì hai nắp thanh âm của bạn sẽ duỗi ra và chúng không rung động. Và khi mà đến thời điểm này á, thì hai nắp thanh âm của bạn rung động, thì cái sự rung động này là sự rung động của cái âm A, sự rung động của cái âm A. Và cái thời điểm bắt đầu kêu nó được tính từ cái thời điểm mà đôi môi của bạn mở ra đến thời điểm mà hai nắp thanh âm của bạn rung động cho cái nguyên âm theo sau âm P, tức là âm A. Thì cái khoảng thời gian này á, người ta gọi là thời gian bắt đầu kêu. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức hoạt động của phụ âm dừng không bật hơi vô thanh. Giả sử như là bạn nghe thấy từ tiếng Anh spa, spa, thì cái biểu đồ ở dưới đây á, nó biểu thị cho cái âm pa, pa. Thì vào lúc bắt đầu phát âm cái âm P á, thì cái đôi môi của bạn sẽ chụm lại và đến cái thời điểm này thì chúng mở ra. Bởi vì cái âm P là một cái âm vô thanh, do đó là vào lúc bắt đầu mà mình phát âm cái âm P thì hai nắp thanh âm của bạn sẽ duỗi ra như thế này và chúng không rung động. Và đến cái thời điểm này thì chúng rung động. Thì cái sự rung động này là sự rung động của nguyên âm A đi theo sau âm P. Các bạn chú ý, đây là sự rung động của âm A đi theo sau âm P. Thì các bạn chú ý, đây là cái thời điểm mà đôi môi của bạn mở ra thì nó trùng với lại cái thời điểm mà
hai nắp thành âm của bạn rung động, thì cái thời gian bắt đầu kêu của nó là bằng không. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về phụ âm dừng hú thanh. Thì các bạn chú ý là cái phụ âm dừng hú thanh là một cái âm kêu, do đó là hai nắp thanh âm của bạn sẽ rung động trong suốt sự đóng kín của cái phụ âm dừng này. Chẳng hạn như ở đây bạn sẽ thấy là cái từ about, thì cái biểu đồ ở dưới đây nó biểu thị cho cái âm bào. Thì vào lúc bắt đầu phát âm cái âm bờ thì là đôi môi của bạn sẽ là chụm lại như thế này, và bởi vì cái âm bờ là một âm hú thanh, tức là trong suốt cái thời kỳ đóng kín miệng như thế này á, thì là hai nắp thanh âm của bạn vẫn phải rung động như thế này. Và đến cái thời điểm này á, thì đôi môi của bạn bắt đầu mở ra để phát âm cái nguyên âm ao đi đằng sau cái âm bờ. Thì và bởi vì tất cả các nguyên âm đều là những âm kêu, do đó là hai nắp thanh âm của bạn tiếp tục rung động. Thì cái sự rung động này á, sự rung động tính từ cái thời điểm này trở đi là sự rung động của cái nguyên âm ao đi theo sau cái âm bờ. Còn sự rung động từ cái thời điểm này tính về phía trước á, đó là sự rung động của cái âm bờ. Và cái thời gian bắt đầu kêu á, nó được tính từ cái thời điểm mà hai nắp thanh âm của bạn rung động cho đến cái thời điểm mà đôi môi của bạn mở ra. Thì bạn đây bạn sẽ thấy là nó có cái thời gian bắt đầu kêu âm, tức là hai nắp thanh âm của bạn sẽ rung động trước khi đôi môi của bạn mở ra. Và bạn sẽ đặt câu hỏi, vậy làm thế nào mà chúng ta biết được là khi nào thì chúng ta nên sử dụng phụ âm dừng bật hơi vô thanh, và khi nào thì chúng ta nên sử dụng phụ âm dừng không bật hơi vô thanh? Thì đây là một cái nguyên lý rất là quan trọng trong việc phát âm phụ âm dừng vô thanh trong tiếng Anh mà bạn cần phải nắm vững. Đó là các phụ âm dừng vô thanh thì được bật hơi đối với hầu hết người nói bản địa khi chúng là đứng ở đầu từ hay là bắt đầu của một âm tiết nhấn, như trong các từ sau: Pill, till, kill. và chúng, tức là những cái phụ âm dừng vô thanh này sẽ không được bật hơi đối với hầu hết người nói bản địa khi chúng được theo sau ngay lập tức bởi một âm S đứng ở đầu từ, như trong các từ sau: Spill, still, skill. Và bạn sẽ hỏi là nếu mà âm S không đứng ở đầu từ thì chúng có được không bật hơi không? Thì câu trả lời là nếu mà âm S mà đứng ở một vị trí nào đó trong một từ thì chúng, tức là những cái phụ âm dừng vô thanh này, bình thường cũng sẽ không được bật hơi, ngoại trừ đôi khi trong một cái từ ghép. Khi mà những cái phụ âm trong một cái bó, ví dụ như là âm SD, thì được phân tích là thuộc về hai cái hình vị khác nhau, thì cái phụ âm dừng vô thanh ở đây là được bật hơi. Nhưng mà khi chúng được phân tích là thuộc về một cái hình vị thì cái phụ âm dừng vô thanh ở đây sẽ không được bật hơi. Vậy một hình vị là gì? Các bạn chú ý là Morpheme.
hay còn gọi là hình vị, là đơn vị nhỏ nhất của nghĩa mà một từ có thể được chia thành. Ví dụ như từ like chứa một hình vị, nhưng mà từ unlikely chứa ba hình vị. Quay trở lại bài học của chúng ta. Ví dụ như là cái từ Distend. thì sẽ có âm T không được bật hơi, bởi vì là cái âm T và âm S này thuộc về một hình vị và nó không thuộc về hai cái hình vị khác nhau. Nhưng mà cái âm Distaste. này thì âm âm T ở đây sẽ là âm T bật hơi, bởi vì là nó được phân tích là cái âm S này thuộc về một cái hình vị, trong khi âm T này thì thuộc về một cái hình vị khác, và do đó là cái âm T này sẽ là được bật hơi. Một ví dụ khác là về một ví dụ về một âm T đứng sau âm S và âm S không đứng ở vị trí đầu từ, là cái từ. Interesting. Và bạn thấy là cái âm T trong trường hợp này nó sẽ không bật hơi, bởi vì nó được đi theo sau âm S, và âm T và âm S này nó thuộc về một hình vị chứ nó không thuộc về hai hình vị. Interesting. Ví dụ ở đây bạn sẽ thấy được sự khác biệt. Distend, distaste. Và các bạn cũng chú ý là âm T không bật hơi trong tiếng Anh á, thì là nó giống với âm T trong tiếng Việt. Tại vì âm T không bật hơi trong tiếng Anh nó không có hơi, nó ra rất là ít, là gần như là không ra. Và âm T trong tiếng Việt nó cũng vậy. Chẳng hạn như bạn nói là tôi tớ tèo, bạn thấy là hơi nó ra khỏi miệng rất là ít. Khi bạn để tay trước miệng và bạn nói những cái từ tôi tớ tèo thì bạn thấy hơi nó ra rất là ít. Do đó âm T không bật hơi trong tiếng Anh nó gần với âm T trong tiếng Việt. Chẳng hạn như bạn nói cái từ Distend. distend, distend thì bạn thấy âm T này nó gần giống với âm T trong tiếng Việt. Tuy nhiên cái âm T mà bật hơi trong tiếng Anh đó, thì nó không giống với âm T trong tiếng Việt mà nó giống với âm thờ trong tiếng Việt nhiều hơn. Tại sao? Tại vì âm T bật hơi trong tiếng Anh đó, thì là hơi của bạn bật ra rất là nhiều. Do đó là nó giống với âm thờ trong Việt, tại vì âm thờ trong Việt bạn cũng bật hơi ra rất là nhiều. Thí dụ bạn để tay trước miệng và bạn phát âm như là những từ như là thanh thoát thích thú, bạn thấy hơi nó ra rất là nhiều, thì là cái âm T bật hơi trong tiếng Anh nó gần giống với âm thờ trong tiếng Việt. Do đó bạn sẽ phát âm cái từ này là Distaste. distaste, chứ bạn không đọc là distaste, bạn không đọc là distaste, tại vì nếu như vậy thì nó gần giống với âm tờ trong tiếng Việt và do đó nó không có đúng, và bạn phải đọc là distaste, distaste nó giống với âm thờ trong tiếng Việt. Và ở đây bạn cũng chú ý là âm P bật hơi trong tiếng Anh á, như trong từ Pin. nó không giống với lại âm P trong tiếng Việt, tại vì âm P trong tiếng Việt là nó bật hơi ra rất là ít hoặc là gần như là không bật hơi. Tuy nhiên cái âm P không bật hơi trong tiếng Anh như trong từ Spin. thì nó lại rất là giống với là âm P trong tiếng Việt. Do đó bạn có thể nghe thấy sự khác nhau được. Pin. Vì âm này thì bạn nhớ là bật bật hơi ra rất là nhiều. Pin. Còn cái âm Spin. thì là bạn không cần bật hơi ra nhiều và do đó
là cái âm P không bật hơi trong tiếng Anh này nó gần giống với âm P trong tiếng Việt. Tương tự như vậy, bạn thấy âm K bật hơi trong tiếng Anh nó không giống với âm K trong tiếng Việt. Kill. Do đó khi mà bạn phát âm cái từ này, bạn phải nhớ là bật hơi nó ra. Kill. Kill. Tuy nhiên, cái âm K mà không bật hơi trong tiếng Anh nó có khuynh hướng giống với âm K trong tiếng Việt. Do đó ở đây bạn có thể là skill. Skill rất giống với âm K trong tiếng Việt. Skill. Và cuối cùng các bạn sẽ hỏi là vậy thì phụ âm dừng vô thanh này khi mà chúng đứng ở những cái vị trí khác trong một từ thì sao? Thì để hiểu được điều này thì chúng ta sẽ phải đọc cái plaque của John Wells. Và các bạn nên biết là John Wells là một nhà ngữ âm người Anh rất là nổi tiếng. Thì ông ta có nói như sau: các âm P, T, K trong tiếng Anh thì được bật hơi, ý của ông ta nói đây là bật hơi mạnh nha các bạn, khi mà chúng xuất hiện ở bắt đầu của một âm tiết mà nguyên âm trong âm tiết đó thì mạnh, tức là âm nhấn. Và ông ta cũng đồng ý là các cái phụ âm dừng vô thanh này khi mà được đứng trước bởi một âm S ở bắt đầu của một âm tiết thì sẽ không được bật hơi. Thì điều này cũng giống như là cái phần lúc trước mà chúng ta đã nghiên cứu. Và trong các vị trí còn lại thì các cái âm này sẽ không được bật hơi hoặc là được bật hơi một chút xíu. Các bạn thấy có một cái ví dụ ở đây. Potato. Potato. Thì cái âm T đầu tiên, âm T này nó đứng bắt đầu của một cái âm tiết nhấn, do đó nó sẽ được bật hơi ra rất là mạnh. Tuy nhiên cái âm T thứ hai á, thì được bật hơi yếu bởi vì là nó được theo sau bởi cái nguyên âm không nhấn. Potato. Potato. Tương tự như vậy, ở đây bạn thấy cái từ today. Today. Thì là cái âm T này nó được theo sau bởi một cái nguyên âm không nhấn, do đó nó được bật hơi yếu. Tổng kết, các bạn chú ý là đối với những phụ âm dừng vô thanh trong tiếng Anh bao gồm các âm p, th và k thì các bạn cần lưu ý những điểm sau. Thứ nhất, chúng sẽ được bật hơi mạnh khi chúng đứng ở bắt đầu một âm tiết nhấn. Ví dụ pill. Pill. Till. Till. Kill. Kill. Pin. Pin. Taken. Taken. Thứ hai, chúng sẽ được bật hơi nhẹ khi chúng đứng ở vị trí bắt đầu một âm tiết không nhấn. Ví dụ today. Today. Lucky. Lucky. Happy. Happy. Thứ ba, chúng sẽ không được bật hơi khi chúng được đứng trước bởi
một âm S ở bắt đầu của một âm tiết. Ví dụ Oscar, Oscar. Spill, spill. Still, still. Skill, skill. Spin, spin. Tuy nhiên, các bạn chú ý là khi những cái phụ âm trong một bó giống như là âm ST được phân tích như là thuộc về những cái hình vị khác nhau thì cái phụ âm dừng được bật hơi. Nhưng khi chúng được phân tích như là thuộc về một cái hình vị thì phụ âm dừng này không được bật hơi. Vậy hình vị là gì? Morpheme. Hay còn gọi là hình vị là đơn vị nhỏ nhất của nghĩa mà một từ có thể được chia thành. Ví dụ như từ like chứa một hình vị, nhưng mà từ unlikely chứa ba hình vị. Ví dụ distend, distend. Distaste, distaste. Các bạn chú ý là âm ST trong từ distend, distend thuộc về một hình vị, trong khi cái âm ST trong từ distaste, distaste thuộc về hai hình vị khác nhau. Cụ thể là âm S thuộc về hình vị dis, trong khi âm T thuộc về hình vị taste. Do đó, âm T trong từ distaste, distaste sẽ được bật hơi, trong khi âm T trong từ distend, distend không được bật hơi. Và cuối cùng, đối với những vị trí khác thì chúng không được bật hơi hay chỉ được bật hơi nhẹ. Các bạn chú ý là âm T bật hơi trong tiếng Anh thì nó lại không giống như là âm T trong tiếng Việt, mà nó lại giống như là âm TH trong tiếng Việt, tức là âm thở. Tại vì là âm thở trong tiếng Việt nó bật hơi ra rất là nhiều, trong khi cái âm tờ trong tiếng Việt đó, thì nó bật hơi rất là ít. Thí dụ như là bạn để tay trước miệng và bạn nói là tí tèo tôi tớ, bạn thấy hơi nó ra rất là ít. Tuy nhiên khi mà bạn phát âm cái âm thở trong tiếng Việt, thí dụ như là thanh thoát, thích thú, thì bạn thấy hơi nó ra rất là nhiều. Do đó bạn thấy là cái âm T bật hơi trong tiếng Anh nó có khuynh hướng gần giống như là âm thở trong tiếng Việt. Ví dụ như từ tie, tie. Và trong tiếng Việt thì bạn sẽ phát âm là thai, thai. Và cái âm T không bật hơi trong tiếng Anh thì nó có khuynh hướng là giống âm tờ trong tiếng Việt. Tại vì nó không bật hơi và âm tờ trong tiếng Việt cũng không bật hơi. Chẳng hạn, bạn nghe cái từ style, style. Và đây bạn nghe cái từ là tie, style, style, tie, style, style, style. Và cái âm P và K bật hơi trong tiếng Anh thì nó hoàn toàn không giống với âm P và K trong tiếng Việt. Tại vì âm P và K trong tiếng Việt nó không bật hơi. Do đó bạn nghe thấy cái từ này pill, pill thì nó không giống với âm pill, âm pill trong tiếng Việt. Và cái từ này kill, kill thì nó không giống với âm kill trong tiếng Việt. Tuy nhiên,
cái âm P và K không bật hơi trong tiếng Anh thì nó có thể có khuynh hướng gần giống với âm P và K trong tiếng Việt. Chẳng hạn như là cái từ spill. Spill. Trong tiếng Việt mình có cái âm pill. Pill thì bạn nghe thấy nó cũng gần giống. Và cái âm skill. Skill thì nó cái phần Q đó nó cứ gần giống với là âm Q trong tiếng Việt. Q. Q. Skill. Và các bạn sẽ hỏi là làm thế nào chúng ta biết được khi nào nó là một phụ âm dừng bật hơi vô thanh, khi nào nó là một phụ âm dừng không bật hơi vô thanh, và khi nào nó là phụ âm dừng hữu thanh. Thì để phân biệt được chúng, bạn cần phải hiểu một chút xíu về cái biểu đồ trên đây. Khi bạn thấy một cái đường gạch ngang như này, tức là lúc đó là cái cơ quan phát âm của bạn nó đang đóng. Và khi mà bạn thấy hai cái đường song song như thế này, tức là khi đó các cơ quan phát âm của bạn nó đang mở. Và khi bạn thấy cái đường zig zag như thế này, thì lúc đó là cơ quan phát âm của bạn nó đang rung động. Và các bạn cũng cần chú ý là tất cả những cái phụ âm dừng này á, thì thường nó được theo sau bởi một cái nguyên âm nào đó. Và tất cả các nguyên âm đều là âm kêu. Do đó là đối với tất cả các nguyên âm thì hai lắp thành âm của bạn sẽ phải rung động. Đối với phụ âm dừng vô thanh thì là vào lúc bắt đầu phát âm là ngay thời điểm này, thì hai nắp thanh âm của bạn sẽ không rung động mà nó sẽ duỗi ra như thế này. Đối với phụ âm dừng bật hơi vô thanh á, thì là khi bạn mở miệng ra để bật hơi ngay thời điểm này thì bạn sẽ phải bật hơi ra được khoảng một lúc rồi, thì sau đó là hai nắp thanh âm của bạn mới bắt đầu là rung động. Thì nó rung động này, nó rung động cho cái nguyên âm đi theo sau cái phụ âm đó. Thì cái khoảng thời gian mà từ lúc mà bạn bắt đầu mở miệng để bật hơi cho đến cái khoảng thời gian mà hai nắp thanh âm của bạn bắt đầu rung động cho cái nguyên âm đi theo sau phụ âm đó, cái khoảng thời gian đó người ta gọi là thời gian bắt đầu kêu, hay còn gọi là voice onset time. Thì đối với phụ âm dừng bật hơi vô thanh này thì cái khoảng thời gian này mà nó càng lớn thì cái sự bật hơi nó càng nhiều. Còn nếu mà cái khoảng thời gian này nó càng hẹp lại, càng ngắn thì cái sự bật hơi nó ít hơn. Đối với phụ âm dừng không bật hơi vô thanh thì cũng như vậy, thì thường nó sẽ được theo sau bởi một nguyên âm, và bất kỳ nguyên âm nào là cũng đều là những âm kêu, do đó là hai nắp thanh âm của bạn sẽ phải rung động. Thì đối với phụ âm dừng không bật hơi vô thanh này thì vào lúc bắt đầu phát âm là hai nắp thanh âm của bạn cũng duỗi ra và không rung động. Tuy nhiên khi mà bạn bắt đầu mở miệng ra để bật hơi thì ngay thời điểm đó là hai nắp thanh âm của bạn là đã bắt đầu rung động cho cái nguyên âm đi theo sau nó. Và do đó cái khoảng thời gian mà từ lúc bạn bắt đầu bật hơi cho đến cái khoảng thời gian mà hai nắp thanh âm của bạn bắt đầu rung động nó gần như bằng không, và do vậy nó được coi như là bạn không có bật hơi. Cái khoảng thời gian này nó cực kỳ ngắn, gần như là nó đồng bộ với nhau luôn. Đối với phụ âm hữu thanh thì hai nắp thanh âm của bạn sẽ phải là rung động khi bạn bắt đầu phát âm cái phụ âm hữu thanh đó, và nó sẽ tiếp tục rung động cho đến khi bạn mở miệng ra để bạn bật hơi. Và bởi vì những cái phụ âm hữu thanh này nó sẽ được theo sau bởi những nguyên âm, và tất cả các nguyên âm đều là âm kêu, do đó là hai nắp thanh âm của bạn sẽ phải là rung động. Thì là đối với phụ âm hữu thanh này, hai nắp thanh âm của bạn sẽ là rung động cho đến khi bạn mở miệng ra bật hơi.
Và khi bạn bật hơi như vậy thì là ngay theo sau nó là các nguyên âm, và các nguyên âm sẽ là hai nốt thành âm của bạn sẽ vẫn tiếp tục được rung động. Thì cái khoảng thời gian từ lúc bạn bắt đầu bật hơi cho đến cái khoảng thời gian mà bạn bắt đầu rung hai nốt thành âm là nó như thế này, tức là nó ngược lại với trong trường hợp này, tức là hai nốt thành âm của bạn sẽ rung động trước khi bạn bật hơi, và do đó là cái thời gian bắt đầu kêu nó ngược lại và nó mang cái nghĩa âm. Thời gian bắt đầu kêu của bạn sẽ là âm. Nói tóm lại, đối với các phụ âm dừng bật hơi vô thanh thì khi bạn phát âm thì cái hơi nó ra khỏi miệng của bạn khá là nhiều, thì nó tùy thuộc vào cái độ mạnh của cái âm. Nếu mà âm nó càng mạnh thì hơi của bạn ra càng nhiều, và âm nó yếu thì hơi của bạn nó ra yếu. Và bạn cũng có thể lý giải là đối với những cái phụ âm dừng bật hơi vô thanh thì là hơi nó sẽ ra được khoảng một thời gian rồi, thì lúc đó là bạn mới bắt đầu phát âm cái nguyên âm đi theo sau nó. Thì cái khoảng thời gian nó càng lớn á, thì là cái âm của bạn nó càng mạnh, còn cái khoảng thời gian nó càng nhỏ thì cái âm của bạn nó càng yếu. Đối với những phụ âm dừng không bật hơi vô thanh thì là khi bạn để tay trước miệng thì bạn sẽ không thấy hơi nó ra, hoặc là hơi nó ra rất là ít. Và bạn cũng có thể lý giải là khi bạn vừa mở miệng ra để bật hơi thì ngay vào thời điểm đó là bạn đã bắt đầu phát âm cái nguyên âm đi theo sau nó, do đó bạn sẽ không cảm thấy được hơi nó ra nhiều. Đối với phụ âm hữu thanh thì là bạn sẽ phải rung động cái thanh quản của bạn vào lúc bạn bắt đầu phát âm cái âm hữu thanh đó, và nó sẽ rung động cho đến khi bạn mở miệng ra. Khi bạn mở miệng ra để bạn bật hơi thì là ngay theo sau nó là một nguyên âm, thì là và các nguyên âm đều rung động hết, do đó hạt cái nốt thành âm của bạn sẽ rung động liên hồi.